xin kính chào quý vị và các bạn. Như quý vị các bạn có thể thấy thì bên cạnh tôi là hai model cây nước Fujie WD1700C và WD1700E. Nhìn tổng quan thì hai mẫu model này có thiết kế khá là giống nhau, chỉ khác nhau ở cấu tạo bên trong của máy. Đối với chiếc WD1700C thì sử dụng công nghệ làm lạnh block, trong khi chiếc WD1700E thì sử dụng công nghệ làm lạnh bằng điện tử. Và nhìn chung thì hai mẫu model này có thiết kế màu chủ đạo là màu đen và vàng đồng, tạo nên sự sang trọng hiện đại cho sản phẩm. Và ngay sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách lắp đặt cũng như là sử dụng hai mẫu model này sao cho đúng cách và hiệu quả. Đặt cây nước nóng lạnh ở nơi bằng phẳng, thoáng mát, xa vật cản phía sau máy ít nhất là 20cm. Cho bình nước vào phần trên cùng của máy. Với lần đầu sử dụng, nên xả bỏ khoảng từ 1 đến 2 lít nước ở cả hai vòi. Sau đó chúng ta tiến hành cắm nguồn, bật công tắc màu đỏ và màu xanh ở phía sau máy, tương ứng với công tắc nước nóng và công tắc nước lạnh. Chờ trong khoảng 15 phút đối với nước nóng và 30 phút đối với nước lạnh. Máy được thiết kế hai khoang riêng biệt, khoang thứ nhất để lấy nước nóng hoặc lạnh, khoang thứ hai dùng để bảo quản hoa quả, đồ ăn, vô cùng tiện lợi. Máy được trang bị 3 đèn báo, đèn báo nước nóng, đèn báo nước lạnh và đèn báo đủ nhiệt độ. Máy sẽ tự động chuyển sang màu xanh khi nước đã đủ độ nóng và đủ độ lạnh để tiết kiệm điện. Máy có hai vòi, vòi màu đỏ để lấy nước nóng và vòi màu xanh để lấy nước lạnh. Máy được trang bị khóa an toàn, khi nhà có trẻ em, các bạn gạt nút sang bên trái, nước nóng sẽ khóa. Và khi muốn sử dụng lại nước nóng, các bạn gạt nút sang bên phải. Khi bình nước hết, các bạn tháo bình nước cũ ra và thay bình nước mới vào. Lưu ý, các bạn không nên để cạn nước mới thay bình, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy. Và khi thay bình nước, các bạn tắt bỏ hoàn toàn nguồn điện để đảm bảo an toàn. Như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn quý vị và các bạn xong cách sử dụng hai model cây nước WD1700C và WD1700E. Chúc quý vị và các bạn sử dụng thành công. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video hướng dẫn sử dụng tiếp theo.